Xin chào các bác nha, xin giới thiệu các bác, đây là bể cá nhà tôi. Đây là bể cá nuôi nước mặn. Đấy. Đây các bác nhìn, đây là mấy con, đây là gọi là người ta hay gọi con này con Nemo ấy. Hồi xưa có cái bộ phim Đi tìm Nemo ấy. Đấy. Đây thì đây là những cái con san hô, nhìn đây. Đây là những con san hô với cả sao biển. Chết rồi. Đấy. Kia kia như con hải quỳ đấy, con đấy con sống đấy. Thế này thì ngày xưa là ít nuôi được, nhưng bây giờ là cái công nghệ nuôi cá cảnh nó phát triển rồi, thì bây giờ là chúng ta có thể mua mua muối muối cái loại muối để dành cho hòa với nước 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 lọc bình thường ấy. Đấy. Để chúng ta hòa một cái tỷ lệ nhất định để chúng ta sẽ thành cái nước mặn như là nước biển, thì là chúng ta có thể nuôi được cá nước mặn. Đấy. Thầy có 5 con này. Thì nuôi cá nước mặn thì nó sẽ công phu hơn nuôi cá nước ngọt một chút. Đấy. Khi mà anh em mà đi đi câu cá ấy, thường là đều là những cái người mà rất là đam mê nuôi cá cảnh, thì tôi cũng thế, rất thích nuôi các loại cá khác nhau. Đấy. Mỗi lần về là ngắm những cái con này rất là thích.